Vâng, và chào mừng tất cả 700.000 anh em đang có mặt trên kênh của AS Mobile ngày hôm nay. Ok, hôm nay thì mình sẽ có cái ba lô chú bé Thỏ này, tại vì mình đã nạp 400 kim cương vào thì nó sẽ nhận được cái ba lô này. Và bây giờ mình sẽ trang bị nhanh luôn. Và một cái thẻ đặc biệt, thấy không? Mình nạp 3.000, 3.000 thì sẽ nhận được thôi. Thì trong cái phần thông báo thì các bạn cũng đã biết rồi. Đây, trong phần này mình đã nhận được ba lô với lại cái thẻ rồi. Mình mới nhận được cây K98 luôn. Rồi, bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Bây giờ sẽ là con quỷ đỏ này. Bây giờ sẽ làm sao để mà nhận được con quỷ đỏ này? Thì hên xui thôi nha các bạn. Vâng, thì với 1.000 mấy kim cương thì mình đã nhận được con này rồi. Cực kỳ nguy hiểm. Chưa, nói chung là mới 1.200 thôi. Mới 1.200 thôi thì mình đã nhận được con quỷ kiếm sa đọa này rồi. Bây giờ thì nó sẽ nằm trong hòm thư thì các bạn có thể reset. Gọi thính 7 ngày nè. Gọi thính 7 ngày thì mình cũng không cần thiết cho lắm.
Tao test thử cho các bạn xem cái con quỷ kiếm này nó kinh như thế nào. Nói chung là nhìn nó ghê 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 ghê, nó rần rần làm sao. Vào test thử thôi nha mọi người. Thì mình sẽ sử dụng con quỷ kiếm này sau để mà lấy top cho các bạn xem. Còn bây giờ thì mình sẽ vào game, mình sẽ test thử coi nó cực kỳ nguy hiểm đến cỡ nào. Sao buổi trưa ké slot hả? Ké slot, nhưng mà bây giờ mình là đang làm clip rồi. Ok, ké slot thì vô luôn. Nhưng mà không bật mic được. Trời ơi, mặc cái bộ đồ gì mà nhìn thấy kinh vậy? Đậu xanh. Mình không bật mic được tại vì mình đang sử dụng trình duyệt quay màn hình á, nên là nếu mà mình bật mic lên nó sẽ bị lỗi nha mọi người. Đấy, kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa. Một ngàn hai kim cương ra bộ đồ này là nói chung là nó rất là hên rồi, nó quá là hên luôn rồi. Thôi thôi, sao dí theo tôi dữ vậy, đậu xanh. Đậu xanh. Ôi nó quỷ dữ giống mình luôn nè. Cây. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay. Ui, vậy là quỷ dữ không biết nó ra bao nhiêu ta. Mà sao nó có chắc là quay cũng nhiều rồi các bạn. Tại vì nếu mà bạn của mình như là bạn của mình như WAG gì mình quên tên rồi, quay ra cái bộ đồ này thì tốn khoảng tầm 6k kim cương. Rồi ai nữa ta, ai quay ra mà tốn 12k kim cương. Nói chung là tốn rất là nhiều luôn với bộ đồ này. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip nha. Nhớ đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.